Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như tiêu đề các bác biết rồi, thì đây là một câu chuyện rất là buồn. Và đây cũng là lần đầu tiên em bị cái tình trạng này, bị cháo hàng các bác. Thì đấy các bác ấy, tôi công sức làm cả tháng mà bị cháo như này thì đổ xuống sông xuống biển hết các bạn. Nó thiệt hại về kinh tế rất là lớn. Thì em sẽ cố gắng nói rõ để các bác biết được nó đầu đuôi như thế nào. Và các bác cũng hết sức lắng nghe, tại vì nhiều khi em diễn giải nó không được chuẩn đấy. Thì đây, em có bán một con máy V60 bản T-Mobile cho bác Tuấn Anh này. Thì đây không phải là bóc phốt bác ấy nhé, tại vì bác ấy với em đã nói chuyện rất là thẳng thắn với nhau, rất là tình cảm rồi. Em nghĩ là bác ấy không không phải là người cháo máy con máy của em. Em có ghi âm lại cuộc gọi các thứ, nói chung là em nghĩ là không phải bác ấy cháo con máy này của em cũng nghĩ như thế. Đấy, thì em bán con máy này cho bác ấy vào cái ngày, đây em cho bác biết được, thì em bán cho bác ấy vào ngày 14 tháng 4, thì là ngày hôm kia thôi. Đấy, gửi vào mãi Kiên Giang các bạn. Thì trước khi gửi thì em có chụp lại cái thông tin gửi này, thông tin gửi này, xong rồi chụp con máy luôn. Đây, số email của máy đây, các bác thấy không, số email máy là 645 đúng không? Đấy, và em có ghi ở đây địa chỉ bác ở đây. Đây, em cũng không cần phải giấu tên của bác cái gì, giấu địa chỉ làm gì, tại vì nó là bình thường mà, có gì đâu. Số máy em ghi đây, và ở mặt sau em cũng có ghi thông tin của em đầy đủ ở đây, còn máy 645 và các thứ thông tin ở đây, và có dán tem của em ở đây. Dán tem em ở đây nhá. Đấy, địa chỉ rất rõ ràng. Và em chụp cái ảnh này ở lúc 14 10 gần khoảng tầm gần 6 giờ, à quên, gần 4 giờ, 15 giờ 38 đây. Và sau đó thì em đi gửi luôn, và ngày hôm đấy em chỉ gửi một cái đơn này thôi. Đấy, đây, và ngày em cái thời gian em gửi đây thì là sau đấy khoảng 20 phút là em đi gửi rồi, đóng hàng xong là em đi gửi luôn. Tại vì hôm đấy em chỉ có một bán một con máy ấy thôi, một con máy 645 này thôi, cho nên chắc chắn một điều là em không thể nhầm lẫn đi giữa con máy này với con máy khác được. Đấy, thì cũng có một điều 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 hạn chế, đó là tại vì em gửi hàng ở bưu điện cũng lâu năm rồi ấy, cho nên nhiều khi cho nên đa số là em không quay lại cái việc, không quay phim lại cái lúc mà em đưa đưa cái máy vào hộp này ở tại bưu điện ấy. Kể cả đưa đưa cái máy này ở nhà thì chắc chắn các bác cũng nghi ngờ là vẫn có thể cháo được đâu, nhưng chắc em phải đưa đưa máy, cái quãng thời gian mà đưa cái máy này vào cái hộp này phải ở bưu điện thì nó mới là chính xác đúng không? Thì đúng là đấy là việc sơ suất rất lớn của em, và giờ cũng chẳng có bằng chứng nào để mà có thể để mà chứng thực trước bưu điện ấy. Thì cái này lỗi này là lỗi của mình thì mình phải chấp nhận thôi. Thì đấy, thì nói đấy để cho bác biết được là em, tại vì em không hiểu là mình bị đánh cháo ở đâu ấy, thì mong các bác xem và các bác thông não giúp. Đấy, thì đây, sau 20 phút thì em ra bưu điện em gửi rồi, gửi vừa và có thông tin gửi đây. Đấy, rất là rõ ràng. Đó, rất rõ ràng các bạn. Thì đấy, thì sau đó thì gửi thông tin cho bác ấy thôi. Thì sau 2 ngày, sau ngày thì hôm nay là ngày 16 rồi. Hôm gửi là ngày 14 thì hôm nay là ngày 16, thì hàng nó đã đến nơi nhá. Thì bác này, cái bác Tuấn Anh này ấy, là bảo là để cái hàng ở bưu điện, để cái hàng ở bưu điện để cho bác ấy ra đấy, bác ấy check và cho xem hàng ấy. Đấy, thì hôm nay đến thì cái chị bưu tá ấy, chị mới gọi cho em bảo là thế có cho cái bác Tuấn Anh này kiểm tra hàng không. Thì em bảo là cho em xem bình thường mà, tại vì em cũng có ghi trên phiếu là cho xem bình thường mà, không sao đâu. Thì cho xem hàng bình thường, thì bác ấy sau khi bác ấy xem xong thì bác ấy chê là con máy đấy của em ấy là con máy đấy là bị sạc chậm quá, sạc 15 phút thì mới vào được có 1% thôi. Và bác ấy cũng có nói thêm là hình như là em, nghĩa là bác ấy đang bảo em là treo đầu dê bán thịt chó, là bác ấy có nghĩa bác nghĩ em là gửi một con máy khác cho bác ấy, không phải là con máy mà không phải con máy này, cũng như không phải là con máy mà em đã chụp hình này gửi cho bác ấy. Thì đúng thật các bạn, con máy không phải là con máy này của em luôn. Và em đã có hỏi lại cái chị bưu tá đây, hỏi lại cái chị bưu tá này, hỏi cái chị bưu tá là chị Lê Kiều này này, thì bảo chị là chị chụp giúp em lại cái máy là nó như hiện trạng như nào. Thì đây, thì chị chụp cho em đây.
Thì đây là con máy với chị chụp keo này. Đấy. Mặt trước thì sẽ không nhận ra, nhưng mặt sau các bác nhìn phát nhận ra luôn. Thứ nhất là nó không có cái tem bằng 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 giấy em dán ở đây. Đấy, bằng chứng giấy em dán đây, viết thông tin ở đây, và không có số email ở đây. Không có số email ở đây. Đấy. Không số email, em cũng đã hỏi chị ấy là chụp giữ đáp lại cái số email, nhưng mà chị ấy bảo là không có. À, chị chụp lại rồi và không có đây, chị chụp ảnh không có số email gì cả. Đấy. Đấy, không có số gì cả. Có như con máy này hoàn toàn là không phải là máy của em nhé. Con máy này hoàn toàn không phải là máy của em, hoàn toàn luôn, không phải là máy của em luôn nhé. Đấy, nói chính xác là vậy. Thì em cũng có bảo chị là check lại cho em cái số email của cái máy hiện trạng đang ở bưu điện ấy. Thì em có quay phim lại đây. Đây. Đây này. Đây. Đây thì chị có check cho em đây này. Đây thì số email là số này. Số email của cái máy hiện tại mà cái anh khách cái nhận ấy, nó là số máy này nhá. À, số email này nhá. Đấy, cái số email này chính xác đây này, em còn gọi điện với chị ấy mà. Thì khi mà em tra số email này ra ấy, thì số email này nó là bản Spring nhé các bác nhé, vẫn là con V60 màu xanh, và nhưng mà là bản Spring nhé các bác nhé, không phải là bản T-Mobile như cái ảnh mà em đã chụp cho các bác Tuấn Anh này. Đây không phải là cái máy này, chắc chắn một điều không phải. Thì có nghĩa ở đây này, có nghĩa ở đây là thế này. Em mang máy ra bưu điện, em gửi cho bác Tuấn Anh ấy, thì sẽ có hai trường hợp. Một là em không gửi đúng con máy. Đấy, đây là trường hợp đầu tiên là em không gửi đúng con máy. Và trường hợp thứ hai là người nhận, có nghĩa là bác Tuấn Anh này, người nhận này có thể bác ấy chào máy của em đang nói là cái trường hợp giả thuyết thôi nhé, chứ không phải là em bảo bác ấy chào máy của em, thì để em nói cái quan niệm của em thôi. Thì ở trường hợp một ấy, thì là khi mà em gửi hàng cho bác ấy, thì là em cũng đã có chụp ảnh như này rồi, và em còn có viết là cho xem hàng bình thường nhé. Thì em cũng nghĩ một điều đơn giản là chẳng có thằng nào bán mà cho khách xem hàng mà đi gửi con máy khác cả. Em nghĩ đơn giản thế thôi, còn không biết các bác nghĩ như thế nào thì em không biết. Đấy, thì em nghĩ là em đi ship cũng cũng bao năm nay rồi, cả gần chục năm nay rồi, thì em chưa bao giờ ship ship lẫn cho ai con nào cả, thật sự luôn, chưa bao giờ nhầm lẫn luôn. Và không nghĩ và cho xem hàng như này thì càng càng có khẳng định một điều là em không thể nào mà ship nhầm con máy được. Và hơn nữa là cái số email này này, cái hơn nữa số email này, cái số email này nó hoàn toàn không nằm trong cái list máy của em. Đấy, không nằm trong list máy của em nhé. Cái số email này không, hoàn toàn không, em không biết cái số máy email này ở đâu. Đấy, của ai. Thì nếu mà ai xem được clip này mà có cái số email này thì hy vọng là phản hồi lại. Em cũng nghĩ là cái trường hợp đấy không có đâu, nhưng mà có một điều là số email này không phải là số email của em. Đấy, vì không biết có ai. Thì đấy. Thì trường hợp 1 thì em có thể dám chắc với các bác, khẳng định với các bác là em không gửi nhầm hàng, và cũng không có ý định là lừa đảo người người mua là kiểu là treo đầu dê bán thịt chó đấy. Đấy thì đấy là trường hợp 1. Thì còn trường hợp 2 ấy, là em cũng có, thật sự em cũng có nói thẳng với bác mua ấy, là em đang phân tích cho bác ấy mà, là em có thể thì có thể là cái trường hợp thứ hai nữa là người mua cháo hàng. Cái người mua cháo hàng thì khi mà em nói chuyện với cái chị bưu điện này ấy, chị đây chị Lê Kiều, thì em vẫn nói chuyện bình thường đây, chị em nói chuyện rất bình thường đây, em còn ghi âm lại đây. Thì chị bảo là cái chị bảo thế này nhá, chị bảo là khi mà hàng đến nơi ấy, thì gọi điện cho anh khách ấy, thì anh bảo là để ở bưu điện và anh ấy ra để anh ấy check. Đấy, thì khi mà anh ấy ra check ấy, thì là chính tay chị Kiều này là người mà khui cái hộp ra, chính tay người chị Kiều này khui cái hộp ra đây. Thì cái hộp hình như em vẫn còn đây này này, cái thông tin cái hộp đâu nhỉ, đâu rồi, à đây bên này thì phải, đây bên này, đây cái hộp còn các bác nhá, đây cái hộp này này, hộp thì ok các bạn ạ.
cái hộp thì em thấy là vẫn vẫn là chữ viết của em, chữ viết tay của em luôn. Thì chị Kiều ấy bảo em là khi mà khách ấy ra nhận ấy, thì chị ấy chính là người khui cái hộp ra và đưa cái con máy ấy cho khách đấy. Thì hai người thì ngồi gần nhau thôi, cái khoảng cái bàn thì nó cũng bé bé thôi, nó không phải rộng rãi gì đấy. Thì cái trường hợp em cũng hỏi rõ chị là cái trường hợp mà liệu chị có nghi ngờ là cái anh khách kia có thể chào máy được của em không, thì chị bảo là không, chắc chắn là không đâu, tại vì chị ấy ngồi ngay đấy mà đấy, ngồi ngay đấy, và cái việc chào máy cũng khó. Thực sự là cái chuyện đấy thì đấy là nghe cái lời thuật lại của cái chị đấy thôi, tại vì các bác biết rồi đấy, là chị nhiều khi là chị còn trách hàng rồi chị ấy làm việc này việc nọ của chị ấy, thì có thể chị cũng không không quán xuyến được hết, thì cái đấy cũng không cũng không trách chị được. Còn cái việc mà cái hướng nghi ngờ của em là anh khách kia anh ấy cháo hàng của em ấy, thì em cũng không nghĩ như thế, tại vì anh em nói chuyện với nhau rất là bình thường. Anh này vẫn còn cọc cho em để tiền để mà nhận hàng cơ mà, cọc tiền để nhận hàng các thứ mà, nói chung cọc anh cọc 100 đấy. Thì và anh ấy làm bộ đội nữa nhé mọi người, đây đây đây, anh ấy làm bộ đội. Em không nghĩ là đây anh Tuấn Anh đây, đây không phải là bóc phốt anh ấy nhé, tại vì em nghĩ là không, đây là cái là một anh lính thì thường thường là anh còn gia đình đây, nói chung không ảnh khỏe gia đình. Ý là em không, em và anh ấy nói chuyện, em và anh khách này nói chuyện với nhau rất là bình thường, rất là hòa đồng, rất là bình thường thôi, nói chung là chả có vấn đề gì. Và anh ấy còn bảo là cái này thì thực sự là bác ấy cũng hơi hơi buồn, là vì 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 em nghi ngờ cho bác ấy là bác ấy cháu hàng của em, thì bác ấy cũng buồn mà. Cái này thì anh không biết là do đâu, cái bé nghĩ là bác ấy không biết là do đâu, nhưng mà thấy sự nghi ngờ của em về phía bác ấy thì là bác ấy cũng hơi buồn. Thì bảo là không, cái này thì em chỉ là đúng là em có nghi ngờ thật, nhưng mà em cũng nói thẳng luôn với bác để mà anh em mình có cái hướng giải quyết, và mình có thể là tìm được nguyên nhân ở đâu đó thì hay quá. Thì nhưng mà thực sự là đấy, em phân tích cái bác từ nãy giờ đấy, thì trường hợp một là do em gửi sai hàng, thì cái điều đó khẳng định chắc 100% là em không thể sai hàng được, vì em không thể lấy con máy 869 ở đâu ra được. Em không hiểu, em vì em không có con máy này, em không có con máy này thì em không thể nào mà em có thể lộn được đấy. Và nếu mà nếu như mà lộn ấy, và nếu như mà lộn thì con máy 645, con máy mà của em ấy 645 thì nó ở đâu, nó phải ở đây chứ, nó phải còn ở nhà em chứ đấy. Thì cái điều trường hợp số 1 thì chắc chắn một điều là em không thể gửi lộn được đấy. Còn điều trường hợp thứ hai ấy, thì là qua cuộc trò chuyện của em và anh khách ấy, thì là em cũng không nghĩ là anh ấy trả hàng của em đâu đấy. Thì trường hợp nữa, thế thì còn trường hợp khác nữa là cháo hàng do nhân viên bưu điện đấy, đúng không, do nhân viên bưu điện. Ở cái bước nào thì em không biết, tại vì từ từ Hưng Yên rồi nó chuyển lên Hà Nội, rồi chuyển vào Hồ Chí Minh, rồi nó chuyển đến Kiên Giang đấy, nó phải qua ba bốn nấc như thế. Thì em cũng không hiểu là cái người shipper nào đấy mà người ta lại có một con máy B60 gần y chang như của em, chỉ là khác số email thôi. Đấy, là người đấy, tại sao người đấy lại có một con B60 để mà đổi được cái máy của em, cháo được cái máy của em đấy, đúng không? Đấy thì em nghĩ là nếu mà người nhân viên này, mà người shipper này mà cháo được cái máy em, thì chắc là người đấy cũng theo dõi em từ lâu rồi, theo dõi em từ lâu rồi. Và tại sao lại biết được là em, và trong cái hộp đấy là con B60 đấy, trong khi đó cái xác ở trong khi đó ở ngoài hộp em thì em chẳng ghi là mỗi cái xác điện thoại LG này đấy, để cho xem hàng luôn. Thì em cũng không biết là ở trong hộp ấy sao sao người ta lại biết được trong đấy là cái con B60 thật sự là không hiểu luôn các bạn đấy, không hiểu luôn. Thì đấy, thì em cũng thật sự là em cũng hơi rối các bác, em nói chuyện với bác từ nãy giờ cũng hơi rối, các bác hết sức thông cảm, mà em cũng không biết là bây giờ là nguyên nhân do đâu đấy. Tại vì hai cái trường hợp mà em nghi ngờ là một là do em nhầm hàng, hai là trường hợp anh khách kia cháo hàng, thì em thấy hai trường hợp thì nó khó xảy ra đấy. Nhưng mà thực sự là thực sự không, em xin lỗi anh khách, em thực sự vẫn là xin lỗi anh khách, là vì thế này, cái trường hợp bên em ấy thì là em chắc chắn một điều rồi, vì em là người
người người đang làm chủ ở đang là trực tiếp bị dính phốt dính dính thế này, thì em cũng chẳng dại dại gì mà để mà đi cháo hàng xong rồi phải đi hồi hàng về làm cái gì như này, rất là dở hơi, hàng là ngu như thế thôi. Chứ còn cái trường hợp thứ hai thì em vẫn nghi hơn, vẫn 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 phải xin lỗi lại anh khách một lần nữa là cái sự nghi ngờ đấy nó sẽ hơi lớn hơn, là vì trong quá trình mà bác ấy test máy ấy, thì chắc cái gì cái chị nhân viên bưu điện kia là chị ấy theo dõi từ đầu đến cuối đấy, chắc chỉ nhận như thế. Và trong quá trình tại vì thế này nữa này, có một cái điều nữa là trong quá trình sạc ấy là anh ấy bảo là anh sạc ấy 15 phút, thì anh ấy bảo là anh có vứt máy ở đấy để sạc 15 phút thì nhờ chị kia sạc ấy. Nói chung là quá trình đấy thì em cũng không 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 trong vòng, ý là sẽ phải trong vòng từ khoảng 30 phút từ từ lúc mà nhận hàng đến lúc mà chị kia báo lại cho em là anh khách không nhận hàng, em mới có điện lại, thì trong vòng 30 phút đấy, 20 đến 30 phút gì đấy, thì là trong quá trình đấy thì liệu có xảy ra cái quá trình mà cháo hàng ở đấy không đấy hay gì đấy, thì thực sự là cũng rất khó, tại vì giờ là có khi là phải phải nhờ chị ý là xem kiểm tra lại cái camera của bưu điện, để xem là như thế nào. À, tại vì giờ chỉ có hai trường hợp, chỉ có trường hợp thứ hai mới là cái trường hợp mà em nghi ngờ nhất đấy. Cũng không không hy vọng là có điều gì nó không hay xảy ra, nhưng mà vấn đề là thôi thì cháu hàng rồi thì em cũng đợi con máy nó về thôi, cho nên là cũng cũng chả biết như thế nào. Nói chung là các bác cũng thử đoán xem nó là như thế nào. À, và em cũng vẫn vẫn các bác cũng đừng 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 cứ bảo là do em hay là do anh khách kia cháo hàng nhé, tại vì em cũng không nghĩ là anh khách đấy cháo hàng của em đâu, em nghĩ là thế đấy, cho nên là không phải là em có ý là bóc phốt anh ấy là hoặc là vu oan cho anh ấy đâu, em chỉ đang nói là cái những cái khả năng có thể xảy ra thôi đấy. Các bác xem thì các bác hết sức thông cảm. Đấy thì các bác nào mà phân tích giúp em cái xem là nó có vấn đề gì không, hoặc yếu tố ở đâu, cũng là đúng là cái trường hợp mà em không không quay lại cái quá trình gửi hàng thì nó là sơ suất của em, thì đương nhiên em cũng đang phải chịu đây, em sẽ sẵn sàng chịu chịu trách nhiệm và chịu thiệt hại thôi, em vẫn là người chịu thiệt hại thôi. Rồi ok, nói em nói hơi nó hơi dài dòng rồi, các bác thử phân tích xem nhé. Chào các bác.